chưa? Đúng rồi. Hôm nay em sẽ tặng kính cho em bé nhá. À, tặng một kính gọng dẻo, tặng một kính gọng dẻo cho em bé nhân dịp Trung thu nhá. Kính này thì trị giá là 280.000 nhá. 280.000, đeo không nhức mắt. Đeo không nhức mắt, rất là sáng. Sáng rất là dịu. Sáng rất là dịu. Kính đây là kính nam nhá, kính nam kính nữ đều có nhá. Chỉ cần để lại chụp màn hình, chia sẻ và chụp màn hình, like trang này sẽ nhận ngay một kính này nhá. Inbox địa chỉ cho em ạ. Mọi người ơi, vào nhận kính cho em bé đi ạ. Nhận kính cho em bé nha. Nhận kính cho em bé nha. Nam nữ có chưa? Nam nữ nha. Nhận kính cho em bé nha. Comment rồi inbox ở trong trang ấy cho em địa chỉ, em sẽ gửi kính cho em bé nha. Kính nam kính nữ từ 1 đến 5 tuổi này. Áp dụng chia sẻ, like trang chia sẻ là được. Kính nam kính nữ nha. Nam nữ nha mọi người ơi, kính nam kính nữ nha, chia sẻ để cho em bé nha. Mọi người ơi, vào nhận kính cho em bé đi ạ. Like trang này và chụp màn hình chia sẻ inbox vào trong cho em nhá, để em tặng kính cho em bé nha. Em đang check inbox của mọi người đây. Nhớ là ghi là bé trai hay bé gái nha. Bé trai hay bé gái nha. Kính này. Kính này à, bạn một chị là ở trong này có chị Tuyết Phạm Thị Hồng này, La Omile này, Nga Ngố này, Tâm An Nê này, Nga Phạm này, Ti Lan Nguyễn này, Oanh Thúy Lê này, Lương Thị Cẩm Nhung này. Các bạn ấy đã inbox rồi đây. Inbox chia sẻ inbox rồi đây. Tất cả những cái người vừa giờ em đọc tên ấy là được nhá. Là sẽ được kính nhá. Tất cả ai mà đã inbox cho em là em sẽ gửi kính cho em bé nha. Em sẽ gửi kính cho em bé nha. Kính này. Kính nam kính nữ nha. Kính nam kính nữ này. Đây nữa. Kính này cũng đẹp nữa này. Có nhiều kính lắm nha. Nhiều kính lắm. Đó. Kính bé gái đây. Kính bé gái này. Siêu đẹp luôn. Ra xem đồ. Chật quá. Em đeo thử nhưng mà chật quá. Kính bé gái đây nha. Chia sẻ. Áp dụng chia sẻ nha. Chia sẻ nha. Chia sẻ đi ạ. Chia sẻ để nhận kính cho em bé đi ạ. Có rất là nhiều kính.
có rất là nhiều kính nha, chia sẻ nha. Đây kính bé gái đây, kính bé gái đây, bé trai đây, bé trai nha. Kính bé trai là như này, bé trai là như này nha, bé trai là như này. Áp dụng chia sẻ sẽ nhận một kính nha, áp dụng chia sẻ sẽ nhận một kính, áp dụng chia sẻ em sẽ tặng một kính nha. Đó. Chia sẻ em sẽ tặng kính này, tặng kính này, chia sẻ comment em sẽ tặng kính này, comment nha, comment chia sẻ, chia sẻ nha, comment chia sẻ nha, em sẽ tặng kính này 950. Gái em có được tặng kính không? À, mọi người ơi, ai đã chụp inbox rồi, ai đã chụp inbox rồi thì ra ngoài comment, em đang gặp em ở trên này đây, em sẽ tặng kính nhá. Hương Phương, Hương Phương đây này, đang inbox cho em đây này, đang inbox cho em đây này. Mọi người ra ngoài này comment đi, comment là đã chia sẻ rồi, comment là đã chia sẻ rồi. Ok, Hương Phương có nhá, Hương Phương yên tâm nhá, sẽ có kính nhá, sẽ có kính cho em bé nhá. Bé gái đúng không? Bé gái nhà mình mấy tuổi rồi? Bé gái mấy tuổi rồi? Nhớ inbox địa chỉ nhá, nhớ inbox địa chỉ cho em sẽ tặng. Kính này trị giá là 280.000 nhá, 280.000. Mẹ nào được nhận kính rồi thì sẽ biết là kính rất là đẹp. Mẹ nào nhận kính rồi thì comment chị chia sẻ rồi có được không em. Chị Ngọc Nguyễn ơi, em đã gửi kính cho em bé rồi, chị đã nhận được chưa? Em đã gửi kính cho em bé rồi đấy, mới hôm qua thì chắc chưa nhận được đâu, mới hôm qua thì chắc chưa nhận được đâu nhá chị Ngọc Nguyễn nhá. Em đã cho vào hộp rồi, một cái thôi chị ơi, chưa nhận được thì khoảng ngày mai ngày kia sẽ nhận được, bởi vì là không thể nhanh thế được, một ngày em còn chốt đơn, hai ba hôm mình sẽ nhận được, hai ba hôm mình sẽ nhận được nhá. Comment là để nhận kính nhá, comment là để nhận kính nhá, comment này, comment nhá, comment để nhận một kính nhá, kính rất là xinh, em gái này, con gái này, kính này, kính này. Kính của em chị ơi, chị Hiền Quách à, rồi ok chị nhá. Kính có cả thông số các thứ nhá, kính rất là đẹp, trị giá 280.000 nhá, chia sẻ nhá, chia sẻ cho em nhá, chia sẻ em gọi tên nhá, em gọi tên này, em gọi tên nhá, ai chia sẻ là được này. Ok chị Hương Phương, con gái 4 tuổi này, đang inbox cho em đây này. Chị Hiền Quách này, chị Ngọc Nguyễn thì đã được nhận rồi nhá, bởi vì là em đã gửi rồi nhá, hai ba hôm nữa là chị nhận được. Nhớ chia sẻ để nhận kính cho em bé này, kính siêu đẹp luôn, kính siêu đẹp luôn nhá, kính siêu đẹp luôn, kính này, kính này, kính này rất là nhìn rất là chơi luôn đấy ạ. Em bé gái nhá, bé gái này, bé dai thì là các màu đen rồi xanh rồi đỏ rồi các hình luôn, các hình này, kính hàn nhật đấy, kính hàn nhật nha. Đây kính của em dai đây, có thông số hết mà gọng rất là dẻo nhá, hàng gọng dẻo nha, không làm đau em bé đâu, hàng gọng dẻo. Đây con dai đây nhá, con dai đây rất là xinh. Comment tương tác cho em nhiều nào. Đấy. Chị Tuyết Phạm Thị Hồng nhá, ok nhá,
Em sẽ gửi kính cho em bé nhá. Comment cho em nhá. Comment địa chỉ cho em nhá. Mọi người ơi, ai lấy kính thì comment địa chỉ đi ạ. Chia sẻ comment địa chỉ nhá. Ai lấy chị kính ghi con mình mấy tuổi nhá. Bé trai hay bé gái nhá, để em gửi tặng nhá. Bé trai hay bé gái, để em gửi tặng nhá. Đây, kính đây. Kính rất là nhiều kính. Kính rất là nhiều. Rất là nhiều kính nha. Rất là nhiều kính. Rồi ok chị Hương Phương, đã inbox địa chỉ này. Nhớ là phải cho cả số điện thoại nhá, không là em không có số điện thoại là không gửi được đâu ạ. Mọi người ơi, ai lấy kính thì ra comment. Ai lấy kính thì ra comment. Ai lấy kính thì ra comment nào. Ai lấy kính cho em bé thì comment nha. Ai lấy kính cho em bé thì nhớ phải chia sẻ like trang nha. Nhớ phải chia sẻ. Em chào chị Nguyễn Thu Phước nha. Muốn nhận kính không chị ơi? Chị có em bé không? Kính này rất là đẹp chị ạ. Kính rất đẹp. Kính này em mua là 280.000 đấy. 280.000. Kính có thông số hết nhá. Có thông số hết. Ví dụ như gọng kính bên này thì lại không có thông số đâu ạ. Nhưng mà em bé từ 1 đến 5 tuổi là đeo là ok. Đeo là ok nha. Kính rất là đẹp. Chú Phương này, kính rất đẹp luôn. Đấy, Ly Huyền. Kính đẹp lắm luôn nhá, chơi lắm. Chơi lắm luôn. Đeo lên rất là sang. Đây nha, tặng một kính cho em bé nha. Trung thu. Ai lấy thì cứ comment chia sẻ ở đấy ạ. Xong rồi comment địa chỉ để lấy kính nha. Rồi ok chị Huyền Quách nha. Chị đã được một cái nha. Chị đã được một cái kính nha. Nhớ phải ghi bé trai bé gái nha. Nhớ phải ghi là bé trai bé gái nha. Em thấy chị Hương Phương. Hôm nay nhớ tên chị luôn. Em nhớ tên chị mà. Chị Hương Phương ơi, không cho em số điện thoại thì không được đâu ạ. Nhớ cho em số điện thoại vào trong inbox cả địa chỉ luôn nhá. Nếu mà cho ở comment này thì cũng phải cho địa chỉ và số điện thoại thì em mới gửi được ạ. Đọc cho địa chỉ làm sao mà gọi điện được. Đây, lấy kính cho em bé ạ. Em chào chị Nga Kim đang xem em nha. Chị Nga Kim ơi, lấy kính cho em bé chị comment ở bên dưới cho em nhá. Đây, hôm nay bé nào cũng trung thu cũng có quà luôn. Trung thu sẽ có quà luôn này. Kính này yêu lắm nha. Kính này yêu lắm. Dùng rất là bền. Mọi người không phải thay tất cả từ 1 đến 5 tuổi. Có thể dùng được vài năm luôn. Không có vấn đề gì cả. Kính rất là đẹp luôn nha. Kính rất đẹp luôn. Ôi. Rồi, ok chị Hương Phương cho số điện thoại. Cho số này thì em mới làm được. Đây nha. Chia sẻ để tặng kính ạ. Chia sẻ comment để nhận kính nha. Chia sẻ comment để nhận kính này. Nhận kính. Comment chia sẻ. Comment chia sẻ nha. Ai không mua. Nói đùa chứ đầy người nhắn tin mà. Chị không mua túi có được tặng không? Không mua túi cũng được tặng nhá. Không mua túi cũng được tặng. Không mua túi cũng được tặng. Cứ làm theo yêu cầu của em đưa ra dưới ghim này là ok. Chỉ cần like trang và chia sẻ để lại số điện thoại và địa chỉ là có một kính cho bé trai hoặc bé gái luôn ạ. Chỉ cần like trang chia sẻ. Like trang chia sẻ. Em sẽ tặng kính nhá. Em sẽ tặng kính này. Em sẽ tặng kính này. Like trang chia sẻ. Sẽ tặng kính cho em bé này. Tặng kính cho em bé nha. Tặng kính cho em bé nha. Tặng quà trung thu luôn. 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 Like trang chia sẻ. Like trang chia sẻ hàng thùng xịn. Là sẽ được. Mọi người ơi, nhớ là comment địa chỉ để nhận quà nhá. Comment địa chỉ để nhận quà. Comment địa chỉ để nhận quà nha.
Comment địa chỉ để nhận quà nào. Kính này, rất là nhiều kính nha. Kính của con dai này, kính ở con dai đây. Bé dai này, bé dai nhá. Màu nhiều lắm luôn đấy. Màu nhiều lắm luôn nha. An Trần, An Trần, comment tặng cho hai cháu đi. Hai cháu đang chưa có quà trung thu nhá. An Trần đang xem. Mi và gì nhỉ? Ai cũng được quà nhá. Để lại số điện thoại và địa chỉ để nhận quà cho em bé nhá. Nhận quà cho em bé này, rất là nhiều kính này, trị giá 280.000 ạ. Kính trị giá 280.000, kính gọng dẻo nhá. Cái này rất đẹp luôn. Em Mai tặng quà trung thu cho các cháu nhá. Ngày hôm nay nhá. Tặng quà trung thu cho Hello Lương Cẩm Nhung. Nhớ vào để chia sẻ nhá, chia sẻ để lấy quà trung thu cho em bé nhá. Gọng kính rất là dẻo này. Kính đẹp luôn nhá, kính đẹp. Không làm mỏi mắt cho em, không làm mỏi mắt em bé đâu nhá. Không làm mỏi mắt em bé đâu. Kính rất là xịn luôn. Hàng thùng xịn. Chia sẻ hàng thùng xịn nha. An Trần. An Trần. Em đang gọi tên An Trần đang xem. An Trần. Rồi, cho chị Lương Cẩm Nhung một chiếc này. Em bé trai hay bé gái này. Một chiếc nha, gửi cho chị Lương Cẩm Nhung nha. Có cần ghi địa chỉ số điện thoại nha, để nhận kính nha, để nhận kính nha. Viettel sẽ phát tận nhà luôn nhá. Viettel sẽ phát tận nhà nha. Viettel sẽ phát tận nhà luôn. Viettel sẽ phát tận nhà luôn nhá. Mọi người nhá. Mọi người nhận không mất một cái phí gì đâu nhá. Mọi người ơi, nhận chi phí em sẽ lo toàn bộ. Em sẽ lo toàn bộ nhá. Mọi người không mất một cái gì ảnh hưởng đến mọi người đâu ạ. Bởi vì đây là chỉ là một món quà rất là nhỏ em gửi tặng đến các bé thôi nhá. Hello Laomi nhá. Hello. Đây là một món quà nhỏ, mọi người nhận quà không mất một cái gì nhá. Chỉ cần để lại. Ôi ok Lương Thị Cẩm Nhung, lớn rồi ạ. Lớn rồi thì chắc là không dùng được, bởi vì mặt này chỉ tầm 1 đến 5 tuổi thôi nhá. 1 đến 5 tuổi thôi. Mọi người nhận không mất một cái gì cả. Chi phí là gửi đồ là em lo hết ạ. Em lo hết nhá. Em gửi đến các cháu những cái kính này. Thực sự là không phải giống như nhìn mẫu giống như hàng chợ, nhưng mà chất của nó không giống như thế đâu. Mọi người nhận thì biết ạ. Mọi người nhận thì biết nhá. Kính gọng dẻo nhá. Kính gọng dẻo nhá. Kính gọng dẻo. Đấy. Cái gọng kính này như kiểu là ví dụ như là thay mắt cũng được đấy ạ. Muốn đeo mắt như thế nào thay được đấy ạ. Kính gọng dẻo nhá. Chia sẻ để lấy một kính ạ. Chia sẻ inbox địa chỉ hoặc là comment địa chỉ cho em là em gửi kính nha. Không mất một chi phí gì nha. Không mất một chi phí gì đâu ạ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ nha. Ai đang xem chấm bài cho em nha. Ai đang xem chấm bài cho em. Chia sẻ. Rồi, ok chị Hà Nguyễn. Xem chị Hà Nguyễn đã chia sẻ cho em chưa. Chị Hà Nguyễn nha. Chị Hà Nguyễn được em gọi tên đã được một kính cho em bé nha. Nhớ chia sẻ và chụp lại màn hình inbox cho em nhá. Xem là mình đã chia sẻ màn hình chưa. Mình đã chia sẻ chưa. Chụp màn hình gửi vào inbox cho em nhá. Thì em sẽ gửi kính cho con của chị Hà Nguyễn nhá. Nhớ là chụp màn hình gửi vào inbox cho em nha.
rồi ra đây comment hộ em là rồi ok rồi nhá. Em sẽ gửi không mất chi phí gì nhá. Em sẽ gửi đồ không mất một chi phí gì nhá. Kính này, kính này rất là đẹp luôn đấy ạ. Kính rất là đẹp, kính rất là đẹp. Kính này chất như của người lớn luôn nhá. Giống như kính của em đang bán, kính người lớn nhá. Không phải nhìn nó như kính nhựa đâu ạ. Đấy, đó là kính dòng cao cấp đấy ạ. Tặng kính cho em bé nha. Tặng kính cho em bé này. Chia sẻ comment, chia sẻ và comment, chia sẻ và comment nha. Để tặng một kính nha. Chia sẻ và comment để em tặng một kính này. Chia sẻ và comment nha. Chia sẻ và comment nha. Một số lượng kính khá lớn để tặng cho các em bé. Tặng em bé nha. Ok chị, chào chị Lương Cẩm Nhung. Cảm ơn chị rất nhiều luôn. Chia sẻ cho em này. Ra nhận kính nha. Chia sẻ ra nhận kính này. Chỉ cần comment để lại số điện thoại và chia sẻ thế là xong ạ. Rất là dễ luôn ạ. Rất là dễ. Nhận kính cho em bé thì quá đơn giản luôn. Các bước như thế thì quá đơn giản luôn. Comment tặng kính, chia sẻ cho em, áp dụng cho mẹ là chia sẻ nha. Về rồi anh. Về rồi nha. À, mọi người ơi, chia sẻ nhận kính này. Ai cũng được gọi tên này. Khi mà chia sẻ ai cũng được gọi tên. Chia sẻ xong ai cũng được gọi tên luôn nha. Ai cũng được gọi tên nha. Chia sẻ xong ai cũng được gọi tên này. Ok. Lương Thị Cẩm Nhung gửi tin đến này. Mọi người ơi, ai lấy kính thì comment chia sẻ cho em nhá. Ai lấy kính cho em bé. Ai lấy kính cho em bé thì chỉ cần comment và chia sẻ thôi nha. Chị Hà Nguyễn này. Chị Hà Nguyễn này đã inbox rồi này. Ok chị Hà Nguyễn nhá. Inbox rồi này. Chỉ cần inbox cho em thôi. Chỉ cần inbox cho em. Ok Lương Cẩm Nhung nha. Nhiều quá trời luôn. Chia sẻ nhiều quá trời. Thank you. Đây. Kính nam, kính nữ, kính nam, kính nữ, kính nam, kính nữ. Mẹ nào lấy kính này, mẹ nào lấy kính này. Trời ơi, đẹp quá này. Đẹp quá nha. Mẹ nào lấy kính này comment đi ạ. Lấy kính này thì comment đi. Comment này. Kính này nha, comment này. Mẹ nào lấy kính này nha, comment này. Bé từ 1 đến 5 tuổi đeo thì chơi cực kỳ luôn. Từ 1 đến 5 tuổi. Kính ạ. Tặng kính nha. Tặng kính luôn này. Tặng kính luôn nha. Tặng kính luôn này. Tặng kính luôn này. Em tặng, nếu mà mẹ nào mà không có con nhỏ em sẽ tặng cho các mẹ bằng món quà khác nhá. Là ví nhá. Em ơi lấy cho chị 5 cái video ra đây. Cái nào đẹp nhất thì em lấy ra đây. Đen đỏ đều được. Đây đây. Đây. Mẹ nào mà đưa đây. Mẹ nào không dùng được kính thì em sẽ tặng ví nha. Tặng ví nha, áp dụng chia sẻ nha. Tặng ví này. Kính nam, kính nữ nha. Rồi tặng ví nha. Kính nam, kính nữ rồi em tặng ví luôn này.
Đấy, tặng ví nha, tặng kính luôn nha. Áp dụng chia sẻ comment. Nếu mà kính này thì từ 1 đến 5 tuổi nhá là sẽ dùng được nhá. Ví đó đẹp lắm đúng không? Ví đẹp lắm luôn nhá. Ví đẹp lắm luôn. Áp dụng mẹ nào chia sẻ comment nha. Chia sẻ comment chụp vào inbox vào trong cho chị Ví. Đây. Đây nha. Ví thì số lượng có ít nha. Ví thì em sẽ phải chọn nha. Còn kính thì ai cũng sẽ được nhá. Trừ khi là ví thì số lượng có ít nha. Em sẽ không có nhiều ví bằng kính đâu ạ. Kính này em đã chuẩn bị để tặng cho các bé nên em đã chuẩn bị số lượng rất là nhiều. Còn ví thì số lượng rất là ít. Bé gái rồi, ok chị La Umile. Bé gái nhá. Em sẽ gửi nha. Ok chị nha. Nha. Ví nha. Ví thì sẽ tặng cho mẹ nào mà may mắn nhất trong hôm nay nha. Kính đây. 5 ví nhá. 5 ví luôn. 5 ví. 5 ví nha. Thường thường là ví của em toàn là trị giá 600k nhá. 600k tặng ví. Ví Dior gấp luôn này. Ví này ví da dê nhá. Ví da dê này. Thấy chưa? Ví đẹp lắm luôn đấy. Ví đỏ và đen thì ví này chỉ có hai màu thôi. Áp dụng cho mẹ nào mà không có con nhỏ mà chia sẻ cho em quá nhiều thì em sẽ gọi tên để tặng cho các mẹ đấy nhá. Còn đâu ai có em bé từ 1 đến 5 tuổi em sẽ gửi tặng một kính không mất một chi phí gì cả. Em sẽ gửi tặng nhá. Kính này rất là sáng. Kính này đi rất là sáng nhá. Em sẽ áp dụng nào gọi tên cho mẹ nào đây? Mẹ nào đây? Rồi, mẹ nào đây? Lên mức 30 người coi là em sẽ tặng ví nhá. Em sẽ tặng ví nhá. Còn đâu bây giờ em sẽ tặng kính cho các bé. Mọi người cứ nhớ là đến 30 người coi là em sẽ tặng ví nhá. 5 ví liền nhá. 5 ví liền nên là hôm nay mẹ nào chắc chắn là sẽ có mấy mẹ được 5 ví luôn. Nhưng ví này nó chỉ có hai màu thôi. Ví này sẽ có hai màu thôi nhá. Hai màu thôi. Còn hôm nay sẽ chất thì khỏi bàn. Chị Lao Mile chả được nhận ví rồi này. Lương Cẩm Nhung đã được nhận ví rồi thì biết hàng của em nó như thế nào rồi đấy. Nên là mọi người yên tâm chia sẻ nhá. Chia sẻ em có cả kính cả ví. Chào chị Thúy Hà, chào chị Ngọc Châu, Hương Đỗ. Vào lấy kính cho em bé nhanh lên nào. Nhanh lên. Cho em bé trai của Hương Đỗ nhá. Em bé trai hình như bạn ấy 45 tuổi thì phải. Nha. mê lắm, ví chất lừ đúng không? Mọi người ơi chia sẻ nhá, 30 người em sẽ gọi tên. 30 người thôi, nó là đơn giản đúng không? 30 người em sẽ gọi tên. Vì hôm nay em mới làm bên trang này chuyên sẽ để bán áo và khăn và quần cho mọi người riêng. Còn hàng thùng cao cấp của em sẽ chuyên là túi và ví này sẽ nguyên một trang nhá. Nên là tại sao mà em cứ phải dồn ra chia ra là mấy lơi. Like sinh nhật chị à? Rồi, ok chị. Mới lên tí mãi. Ok Hương. Nhớ cho em bé một kính nhá. Cho em bé nhà Hương một kính nhá. Hương nhá. Này,
Nhớ vào đi, chia sẻ đi để lấy ví nhá. Chia sẻ đi để lấy ví nhá, lấy kính nhá. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tặng quà Trung thu này. Quà Trung thu nha. Quà Trung thu. Ai lấy kính thì comment kính nhá. Ai lấy kính thì comment kính cho em bé nhá. Kính này rất là đẹp đấy. Kính đẹp luôn đấy, không phải kính vớ vẩn người ta bán ở ngoài đường đâu. Đây. Chị rồi. Nhớ là lấy kính thì comment là kính nhá. Lấy kính thì comment là kính ạ. Ừ, rồi ok Hương. Hương ơi nhớ inbox, Hương ơi nhớ inbox. Cho em một kính đi chị. Kính nhá, chị Dung switch. Chị Dung ơi. Chị phải comment là bé trai, bé gái. Nhớ phải comment bé trai, bé gái nhá. Nhớ phải comment bé trai, bé gái. Chị Dung nhá. Nhớ phải comment bé trai, bé gái thì em mới biết. Và ok chị Huyền Long nhá. Nhớ phải comment địa chỉ cho em nhá. Phải chụp màn hình rồi inbox vào cho em nhá. Thì em mới biết được. Nào mọi người đã chia sẻ chưa? Thì sẽ được nhận kính luôn. Bé trai ok bé trai chị Dung. Inbox địa chỉ vào cho em nhá. Inbox địa chỉ 30 người xem em sẽ gọi tên 5 người nhận ví nhá. 5 người nhận ví. Không mua đồ em cũng gửi tặng. Không mua đồ. Thôi, chia sẻ 1-2 lượt thôi. Chia sẻ nhiều nó khóa đấy. Nên là em bảo chia sẻ 1-2 lượt thôi rồi ra đây comment nói chuyện chơi. Ok, vấn đề gì đâu. Chia sẻ ít thôi. Chia sẻ 1-2 lượt thôi, gọi là chia sẻ thôi. Không phải chia sẻ đến 15 nhóm là nó khóa phây lại chết ạ. Mọi người ơi. Kính đây ạ, kính đây nhá, kính ví này. Hôm nay Trung thu em gửi tặng nhá. Trung thu em gửi tặng này, kính ví nhá, kính ví này. Mọi người ơi, nhận không mất một chi phí gì luôn nhá. Em sẽ bao hoàn toàn chi phí chi phí gửi này nhá. Bình thường các mẹ mua mấy triệu tiền đồ vẫn phải mất phí đúng không? Nhưng hôm nay Trung thu em sẽ miễn phí ship và tặng một kính cho em bé nhà các chị với một cái luật chơi là like và chia sẻ. Comment là kính nam hay kính nữ. Comment là kính nam hay kính nữ để nhận luôn một kính cho em bé nhá. Rồi kinh không? Em bán đồ chất lượng đúng không? Em bán đồ chất lượng. Mọi người ơi, nhớ chia sẻ nha, nhớ chia sẻ nha. Nhớ chia sẻ nha. Nhớ chia sẻ. Rồi em sẽ gửi cho chị Huyền Long, em bé gái một cái nhá. Nhưng mà comment sang bên này chụp ảnh màn hình chia sẻ hộ em. Em sẽ gửi có cả chị Misa nữa này. Ok, em sẽ gửi cho Misa một chiếc này. Ok nhá, em sẽ gửi cho chị Misa một chiếc này. Chị Misa một chiếc nhá. Nhớ comment đi ạ, mọi người đừng ra để còn nhận ví nhá. Mọi người đừng ra còn nhận ví. Ngày hôm nay em chỉ có gửi tặng, không bán đồ gì cả. Em chỉ gửi tặng. Nên là mọi người ở đây xem nhá. Ở đây xem này. Một lúc nữa là được tặng ví này. Đủ 30 người xem em sẽ gọi 5 người. Đủ 30 người xem em sẽ tặng 5 ví. 6530 3 triệu rồi. 6530 là 3 triệu rồi. Em sẽ gửi tặng 5 chị luôn. 5 chị nha. Còn đâu ai muốn lấy kính thì cứ lấy kính đi ạ. Ai lấy kính thì cứ comment lấy kính, chia sẻ đi, xong rồi chụp màn hình lại gửi vào inbox cho em là em sẽ tặng kính. Chị một ví nhé. Chị một ví nhé. Đợi em 30 người em sẽ gọi tên nhá. Ok chị. Misa vừa chuyển cho em cái gì ấy nhỉ? Chuyển khoản em nhận được rồi mà em không biết là chị chuyển cái gì. Có khi là em còn thu cốt rồi ấy. em check luôn cho xem này. Lấy kính có thích.
Chị ơi, cứ 30 người xem, em sẽ đọc mã số ai comment nhanh thật nhanh nhất đầu tiên em sẽ tặng. Không nhất thiết là cứ phải có kính rồi mà không được tặng ví nữa. Có nghĩa là khi là ví dụ như là 30 người xem em đọc tên nhanh thật nhanh thì bắt đầu mọi người sẽ nhận được một cái ví trị giá 600.000 nhá. Nên là biết đâu được mọi người lại may mắn được cả kính cả ví thì sao? Kính thì không cần phải nhất thiết là phải may mắn rồi, nhưng mà cái ví rất là đẹp. Lại trang mới chị ơi, chị Lan Phong ơi, like trang cho em. Like trang nhá. Like trang nhá. Ôi, like trang. Like cái trang này cho em để chuẩn bị nhận ví nhá. Để chuẩn bị nhận ví nhá. Mọi người ơi, ai lấy kính cho em bé thì comment lấy kính nhá. Ai lấy kính thì comment lấy kính nhá. Ví thì 30 người em sẽ đọc tên, comment thật nhanh. Comment thật nhanh thì em sẽ tặng. Ok, chia sẻ nha. Ok, em chào chị An Tâm Lê nha. Em chào chị An Tâm Lê. Nhớ chia sẻ và chụp lại màn hình cho em nhá. Để lấy kính nhá. Nhớ chia sẻ cho em. Nhớ chia sẻ cho em này. Nhớ chia sẻ. Ok chị Lan Phong. Chị Lan Phong ơi, có em bé không? Có em bé không? Để lấy kính nào. Để lấy kính này. Em yêu. Ok, chị Thúy Hà, chị Thúy Hà. Em có thấy giờ mới thấy Thúy Hà nhá. Giờ em mới thấy này. Ok chị. Em cảm ơn chị Tâm An Lê nhá. Đây nhá. Hôm nay em chỉ có tặng thôi nhá, em chỉ tặng, không không bán gì này. Ví này 600.000 nhá. Ví này 600.000, nếu mà ai đặt ví em vẫn có thể là bán ví nhưng mà vẫn tặng cho 5 người nhá. Ví em cũng có số lượng rất là nhiều. Nhưng mà không nhiều bằng kính này. Rồi chị ơi, làm đủ thủ tục rồi đúng không? Chụp màn hình lại, chia sẻ vào trong inbox của em và để lại địa chỉ để em gửi hàng. Nhớ phải có địa chỉ, số điện thoại. Nhớ phải có địa chỉ, số điện thoại. Zalo của em không được, chị phải vào đúng hàng thùng xịn, chụp ảnh gửi vào hàng thùng xịn thì mới được. Còn đâu đừng gửi vào hàng thùng cao cấp, gửi vào hàng thùng xịn, gửi vào đúng cái trang hàng thùng xịn em đang ghim này này thì sẽ được. Mọi người gửi vào đâu? Gửi vào đúng cái trang này này, trang em đang like này này là sẽ được nhá. Mọi người ơi, vào lấy kính cho em bé đi ạ. À, chỉ cần chia sẻ và để lại comment địa chỉ của mình là sẽ được ngay một kính cho em bé này. 30 người em sẽ gọi tặng cho 5 khách, 5 người được may mắn được nhận ví nhá. Ví trị giá 600 nhá. Ví Dior, ví thương hiệu Dior nhá. Chụp cái gì nhỉ? Chụp màn hình đã chia sẻ xong bắt đầu gửi vào inbox của trang hàng thùng xịn này nhá Hương nhá. Để nhận. Biết đâu bạn ấy may mắn nhận được một cái ví Dior màu đỏ này thì sao? Đỏ đẹp không? Đen cũng rất là đẹp nhưng mà Mai Mai thích màu đỏ lắm. Cái gì cũng thích màu đỏ luôn. Mà trong khi đấy mệnh thì không không hợp màu đỏ đâu nhưng rất là thích dùng màu đỏ. Hình như là nó cứ hút lộc ấy, thế nên là mình cứ lúc nào mình cũng thích màu đỏ. Mọi người ơi, lấy kính cho em bé nha. Nhớ phải ghi là nam hay nữ nha. Nhớ phải ghi là bé trai hay bé gái, nam hay nữ để em mới biết lấy kính cho mọi người nhá.
Tặng kính nha. Tặng ví nha. Tặng kính, tặng ví. Trung thu. Hương ơi, hôm nay ở đây á. Ôi trời ơi, mai có check được Zalo đâu. Vào đây đi. Rồi, em nhận được inbox của chị Lan Phong rồi nhá. Em đã nhận được inbox của chị Lan Phong rồi. Em đã nhận được inbox của chị Lan Phong rồi. Em sẽ gửi kính cho em bé nha. Em sẽ gửi cho. Đây. Chia sẻ chưa? Chia sẻ rồi thì chụp lại màn hình. Thế là xong. Khi mà các bước của bạn chia sẻ, bạn sẽ gửi vào inbox của hàng thùng xịn ấy. Gửi vào inbox của hàng thùng xịn ấy. À mọi người ơi, 30 người em sẽ đọc tên để tặng ví nhá. Em sẽ đọc tên để tặng ví nhá. 5 người. Tặng cho 5 người nha. Tặng ví cho 5 người ạ. 5 người. Ai sẽ là người comment nhanh nhất của lần đầu tiên thì em sẽ tặng ví nha. Em không nhân nhượng ai cả. Nên là mọi người nhớ là em sẽ đọc mã. Em sẽ đọc mã nha. Em sẽ đọc mã số nha. Em sẽ đọc mã số. Em sẽ đọc mã số này. Thì mọi người sẽ được may mắn nhận được một ví trị giá 600.000 nhá. 600.000 nha. Màu đỏ màu đen. Màu đỏ màu đen. Nhớ là phải inbox sang hàng thùng xịn nha. Hàng thùng xịn. Hàng thùng xịn nha. Đấy, chị Huyền Long chị đã chụp màn hình đây rồi. Đã chụp màn hình đây rồi. Đã chụp màn hình inbox đây rồi nha. Hương Đỗ. Ok, đó, phải làm như thế thì mới được nhá. Phải làm theo các bước như thế. Thực ra là rất là đơn giản. Chỉ cần chụp màn hình, gửi vào inbox. Khi mà cái chia sẻ đấy, chia sẻ chụp màn hình, gửi vào inbox. Thế là ok. Thế là ok nha. Em thấy dạo này chị già. Ok, công nghệ khá hơn rất là nhiều ấy chị Lan ạ. Chị Lan ạ, công nghệ ok lắm luôn ấy. Đây em thấy chị inbox vào đây rồi đây. Số nhà 60, chợ Đường Cái, Văn Lâm, Hưng Yên. Số điện thoại 0979 876623 đúng không chị? Đấy. Chị Thị Thảo, em chào chị Thị Thảo nhá. Đây. Đây nha. Em sẽ chuẩn bị đọc nha. Ai chia sẻ xong chụp màn hình. Chia sẻ xong chụp màn hình 30 người em sẽ đọc tên. 30 người rồi em sẽ đọc tên, đọc mã số. Mọi người đừng ra nhá. Mọi người đừng ra nhá. 30 người em sẽ đọc tên. 30 người em sẽ đọc tên. 40 người em lại đọc tên, 50 người lại đọc tên, 60 người lại đọc tên. Hôm nay được 5 ví cơ. Còn kính thì rất là nhiều. Các mẹ đã làm Tết Trung thu cho các bé chưa? Đấy, 30 người em đọc tên nhá. Em đọc tên này. Mã đỏ này nhá. Mọi người chớ có ra nhá. Mã ví đỏ này nhá. Thật là comment thật nhanh. Số em, mã số em đọc nhá. Nên là comment thật nhanh để còn nhận được một ví này nhá. Comment mọi người ơi, nhanh này. Ví đây nhá. Ví rất đẹp luôn nhá, không hề lỗi lầm. Không hề lỗi lầm gì nhá. Em sẽ đọc tên này. Đấy, em sẽ đọc tên cho các mẹ chuẩn bị này. Không được ra nhá. Ví đỏ này có mã số này. Có mã số này. Thật nhanh nhá. Ai comment nhanh đầu tiên thì sẽ được một ví đỏ này nhá. Lát nữa khi mà ví đen đọc thêm một mã nữa là mọi người cũng thật nhanh tay để làm theo các bước như của em nhá. Nên là hôm nay mọi người có khi được nhận cả kính cả ví, không mất gì cả. Em gửi miễn phí không mất gì luôn nha. Bây giờ em đọc tên này. Em đọc mã này. Em đọc mã này. Ví đỏ có mã số là 1500. 1500. Comment thật nhanh.
áp dụng cho ai chia sẻ nhá. Ai mà không chia sẻ inbox vào trang của em là không được nhận đâu nha. Lên là comment đi ạ. 1.500 ở trên máy của em là chị Lan Phong, ở trên máy của em là 1.500 của chị Lan Phong này. Chị Lan Phong đã được một ví đỏ nhá. Chị Lan Phong đã được một ví đỏ này nhá. Chị Lan Phong đã được một ví đỏ nhá. Mã số là 1.500. Em Vân ơi, bây giờ em đọc đến mã số ví đen nhá. Mã số ví đen nhá. Mã số ví đen nhá. Ví đen nhá. Ví đen này, nhớ thật là nhanh tay nhá. Chị Lan Phong, chị đã được rồi nhá. Nhớ comment tiếp mã số ví đen nhá. Biết đâu chị lại may mắn nữa thì sao. Ngày hôm nay có khi chị mà may mắn thì chị được nhận 5 đến 3 cái ví thì sao. Đây nhá. Đây. Ví đen này. Ví đen là ví gấp nhá. Ví đen là ví gấp này. Ví đen là ví gấp. Da dê xịn luôn nhá. Da dê xịn luôn này. Đấy, em không bao giờ gửi ví cho mọi người là ví xấu hay là ví hỏng, ví rách hay gì đấy đâu. Nên là mọi người yên tâm, sẽ có ví đẹp để dùng, sẽ có ví đẹp để dùng nha. Em chào chị Đỗ Phương. Nhớ là phải chia sẻ inbox, ai chưa inbox cho em thì inbox chia sẻ trước đi. Để em nhìn ở trên đây, em đang song song luôn đây này. Em đang song song luôn này. Đó, nên là mọi người nhớ phải, em cho mọi người 2 phút ra chia sẻ, chụp màn hình gửi vào inbox cho em đi đã. Rồi em sẽ đọc mã sau 2 phút, em sẽ đọc mã cho mọi người. 40 người xem ví đen thì em sẽ đọc mã này. 2 phút nha, mọi người chia sẻ chưa? Chia sẻ phải gửi vào inbox cho em cơ. Đây, đang check rồi, Thúy Hà đang có đây, 0982675338, đúng của Thúy Hà chưa? Đấy, có phải là em không in, không check inbox đâu. Nên là mọi người chia sẻ và gửi vào inbox đi đã. Gửi vào inbox đi đã. Trời ơi, thời gian đang phải chia quà. Mọi người ơi, có một bạn nữa đang Uyên Trần đang chia sẻ và gửi vào inbox cho mình rồi đây. Thị Thảo đang gửi vào inbox cho mình rồi đây. Nên là Hương Đỗ cũng đã vừa gửi này, Hà Đỗ cũng gửi rồi này. Nên là mọi người nhớ này. Em chuẩn bị đọc mã nữa nha. Em chuẩn bị đọc mã này. Mã ví số đen nhá. Hương Nguyễn này, Hương Cambo này. Đỗ Phương này. Rồi các chị đã gửi vào inbox cho em đây rồi. 40 người đi ạ. Mọi người ơi, 40 người xem. Em lại đọc mã này. Nhớ comment thật nhanh để nhận một ví này nhá. Nhớ comment thật nhanh nào. Misa Nhung Nhung này đang gửi vào inbox cho em rồi đây. Đây là mọi người yên tâm. Em có check inbox. Em có check inbox này. An Tâm Lê cũng đang gửi vào rồi đây. Mọi người ơi, 40 người ơi. Em đọc tên này, 40 người đâu rồi? 40 người đâu rồi? 40 người đâu rồi? Mọi người ơi, hết 2 phút rồi nha. Hết 2 phút. Chị Anna. Chị Anna rồi này. Chị Anna rồi này. Đấy, chị Anna đang chia sẻ đang inbox vào đây cho em rồi này. Rồi, em đọc mã nha mọi người ơi. Đừng ra nữa mọi người ơi, đừng ra nữa nha. Lát nữa em lại cho 2 phút nữa để mình chụp ảnh màn hình inbox cho em. Em đọc mã này mọi người ơi. Mọi người ơi. Gương Mít cũng đang gửi một ảnh đến hàng thùng xịn rồi này. Mọi người ơi, mọi người đã vào hết đây chưa? Nhớ em đọc mã nhá. Em đọc mã này. Nhớ nhá, em đọc mã này. Chuẩn bị nhanh này. Mã số là 2810. Ai sẽ được đây ạ? 2810. Mã của ví đen.
Mã của ví đen là 2810. Chúc mừng Laomile nhá. 2810, 2810. Ôi trời ơi. Lại có chủ rồi. 2810 của Laomile. 2810. Chứng tỏ có người rất là nhanh tay. 2810 nhá. 2810. 5 người cơ. 5 người cơ. 5 người cơ. Laomile được nhá. Chuẩn bị em lại đọc thêm một mã nữa nhá. Vì là mức là 50 người xem em lại đọc một mã. Đấy, em đi chứ. Mọi người hãy chuẩn bị nhá. Chuẩn bị. Nhớ là phải inbox nhá. Đấy, như các chị ấy inbox cho em rồi nên là sẽ được luôn. Ở trên này chưa có ai gửi vào màn hình thì nhớ là chụp inbox gửi vào màn hình đi ạ. Laomile, ok rồi nhá. Đã được nhận ví nhá, mà chị ấy cũng đã inbox vào đây rồi. Nhớ là phải inbox vào đây. Inbox vào trang hàng thùng xịn này nhá. Mạng chán quá. Làm sao mà chán. Em thấy mọi người vẫn được nhận ví, nhận kính ở mầm ấy chứ. Kính đây, kính này em sẽ tặng cho bé nào từ 1 đến 5 tuổi. Ngày hôm nay từ 1 đến 5 tuổi là em sẽ gửi tặng. Không mất một chi phí gì cả. Không mất một chi phí gì cả. 60 người xem em lại gọi tên tiếp này. Ví đỏ nữa nha. Lại lên ví đỏ. Lại cho chị Lao Mile chưa? Mấy cả chị gì nhỉ? Chị Lan Phong. Em đang thấy Hương Mít này, Nguyễn Cường này. Nguyễn Cường inbox cho em rồi này. Đấy. Đỗ Phương inbox rồi này. Đó. Bây giờ nha, lên tiếp này. Lên tiếp nha. Ví đỏ sẽ thuộc về ai đây? 60 người. Lượng 60 người coi. 60 người xem. 60 người xem em lại gọi tên tiếp này. Mọi người đừng ra này. Mọi người ơi. Chị Phạm Hòa này, Phạm Hòa Thư Minh này, Vũ Thu Phương này đã đang inbox rồi này. Đấy, An Trần cũng này, Phúc Sương Nguyễn cũng inbox rồi này. Đấy, mọi người phải inbox trước đi. Rồi ra đây, em sẽ tặng quà. Em chào chị Nguyễn Kim Phượng. Em chào chị Nguyễn Kim Phượng nhá. Ngày hôm nay là tặng đây nhá. Tặng ví này, 60 người này. Mọi người ơi, comment nhiều vào, chia sẻ, inbox gửi vào trong cho em đi. 60 người em lại gọi tên này, ví đen ví đỏ nhá. Ví đen ví đỏ này, chuẩn bị đến lượt ai đây? Chuẩn bị đến lượt ai đây? Chào chị Tina Nguyễn nha. Tina Nguyễn nha, em đã chuẩn bị kính cho em bé rồi nha. Nhưng mà mọi người vào để nhận ví đi ạ. Nhận ví đi. Hôm nay kính của em bé từ 1 đến 5 tuổi. Mẹ nào lấy kính thì inbox là bé trai bé gái nha. Inbox, chia sẻ inbox, chụp màn hình lại cho em sẽ gửi cho em bé nha. Đây. Hôm nay tôi mà gần bà Hương Hương Đỗ thì tôi cũng đến để cho con đi chơi cùng luôn. Nhưng mà không gần luôn ấy, xa quá. Cùng ở Hà Nội mà cách nhau mấy chục cây thế này thì chết dở. Nào mọi người, em đọc tên này, em đọc tên nha. Mọi người ơi đừng thoát ra, em đọc tên này, em đọc mã số, comment thật nhanh để nhận một một ví đỏ này. Ví đỏ nha, lên ví đỏ. Nhung Nhung à, chị chào chị Đoàn Phượng, chào chị Nhung Nhung, chào Hương Combo, chào chị Uyên Nguyễn ạ. Em chào các chị nhá. Đây, chào chị Hương Mít. Nhớ là inbox cho em chưa? Inbox đi ạ. À. Nhớ inbox đi, em cho 2 phút ra inbox luôn. Để ra đây em đọc tên. Em đọc mã nhá. Em không có nhân nhượng ai cả, em đọc mã. Ai nhanh tay thì được chốt một ví luôn. Ai nhanh tay thì chốt một ví nhá. Rồi. Chia sẻ, like và chia sẻ cái trang này nhá. Nhớ phải like và chia sẻ. Rồi, like và chia sẻ chưa? Chào chị Khánh Trần, chào chị Đinh Hồng Thủy. Em chào mọi người, em chào mọi người nhá. Em đọc mã số nhá, chuẩn bị 60 người em đọc mã số này.
60 người, em đọc mã số. Em đọc mã số nha. Mã số này, mã số rất là đẹp. Nên là nhớ là mọi người đừng ra này. Mọi người em đọc mã số này nhá. Màu đen nhá. À quên, màu đỏ nhá. Ví màu đỏ nhá. Còn 3 cái nữa cơ. Em chào chị Quỳnh Mai. Chào Nguyễn Phương, chào Đoàn Phượng. Đấy. Trời ơi, chị Lương Cẩm Nhung ơi, em đã bảo rồi. Em đọc mã số này, nhanh tay này, chuẩn bị nhanh tay. Chú ý vào. Mạng lát quá, à, khổ quá cơ. Đây, đọc nhá. 2 phút này đọc luôn này. Em đọc mã này, mọi người đừng ra này, em đọc mã nhá. Nhớ phải nhanh tay. Mạng bình thường mà. Nhớ phải nhanh tay này, nhớ phải nhanh tay này. Mã số này. Mã số gì này? Mã số của ví đỏ nhá. Chỉ cần comment đúng mã số là được nhận ví đỏ này. Mã số là 945. 945. 945. 945 nhá. 945. 945. 945. 945. 945 này. Nội thất đẹp. Nội thất đẹp nhá. Được nhận này. Nội thất đẹp này. Nội thất đẹp. Nhưng mà bạn đấy lại không chụp màn hình. Bạn ấy chưa chụp màn hình ở đây. Bạn nội thất đẹp ơi, chưa chụp màn hình ở đây. Chưa chụp màn hình ở đây. Em đã bảo rồi, phải chụp màn hình vào đây nhá. Nên là bạn ấy chưa có chụp màn hình vào đây. Khi mà bắt đầu chơi với em là em đã cho 2 phút để chụp màn hình vào đây. Khi em đọc mã là sẽ nó có hiện ở trên đây. Mà chưa thấy bạn ấy. Chưa thấy bạn ấy ở đây. Nên em sẽ phải chuyển sang người khác. Bạn nội thất đẹp nhá. Nhớ. Em sẽ đọc cho người khác luôn. Em sẽ đọc mã lại luôn nhá. Mã lại luôn nhá. Vì là mọi người chưa thấy inbox vào cho em. Em có thấy chị Huyền Nguyễn nhá. Em chào chị Phạm Hòa. Rồi em đọc mã lại này. Mọi người ơi, em đọc mã lại nhá, đừng thoát ra. Em đọc mã lại đây. Vì là chưa thấy ai inbox cái chị lội thất đẹp đấy, chưa inbox vào đây. Đây này mọi người có tin không? Em cho mọi người xem. Em cho mọi người xem nha. Đó. Chưa thấy inbox vào đây. Nên là không được. Chụp màn hình lại. Sao không cho người thứ hai? Nếu mà cho người thứ hai thì lại chắc chắn là mọi người sẽ tị đấy. Nên là em sẽ đọc mã lại cho mọi người chốt nha. Ai chụp màn hình lại đi nha. Xong là gửi vào trong inbox cho em. Gửi vào. Mới vào phải các chị mới vào, các chị phải nhìn thấy em ghim cái bảng to đùng như thế này rồi. Nên là chị làm lại đi. Chị lội thất đẹp ơi, làm lại đi. Rồi sẽ đến lúc thì em đọc mã lại thì chị sẽ được. Chị mà vô tình mà vào lại được thì lại sẽ được. Mong được nhận ví thôi. Chụp hình gì? Chụp lại màn hình inbox cho em. Chụp màn hình inbox cho em. Khi mà cái chia sẻ đấy, chia sẻ chụp màn hình, chia sẻ chụp màn hình inbox cho em. Rồi ra comment là tặng ví. Em đọc lại mã để cho chốt. Em đọc lại mã cho chốt để cho mọi người thoải mái hơn. Sao lại cho người thứ hai? Bởi vì là mã đấy là mã bị lỗi rồi. Em đọc lại nhá. Mọi người ơi, tập trung ra đây đi ạ. Tập trung ra đây. Lát nữa em sẽ cho 2 phút để inbox sau. Inbox địa chỉ sau. Inbox chụp ảnh sau. Chào chị Khánh Trần, chào chị Nguyễn Phương. Em chào chị Trần Hà Hương, Trần Ninh này. Em đọc mã để cho mọi người chốt lại cái ví đỏ nhá. Mã số là
Mã số là 863 nhá. 863. Mã số là 863. Ai chốt thật nhanh tay thì được nhá. Mã số là 863. 863. Mã số là 863. Vẫn là nội thất đẹp rồi, ok. Nội thất đẹp đã gửi một hình inbox ở đây rồi nha. 863 này. Ok này. Đấy. Đơn giản quá đúng không? Chỉ cần làm một vài bước như thế là đã nhận được một một ví rồi. Này, cho bạn nội thất đẹp một chiếc như thế này nhé. Nội thất đẹp. Ok, nội thất đẹp nha. Nhớ ai lấy kính thì comment kính của em bé nhá. Em tặng. Không phải. Em chào chị Phương Phương. Em chào chị Nguyễn Thị Kim Phượng. Chào chị An La. Không phải chị bị ẩn comment đâu, mà là chị sau các bạn ấy. Nên là em không không có đọc người sau. Em không có gần như chết mất. Trời ơi. Em đã đọc mã số để cho tất cả mọi người cùng nghe để lấy ví rồi. Thế mà tiếc quá đi mất thôi. Bó tay. Lên lên mã ví đen nhá. Mã ví đen này. Mã ví đen này, 70 người nhá. 70 người, mã ví đen này sẽ được lên sóng này. Em sẽ lại đọc mã này. Sao mà sai? Cũng là 863 mà. Chẳng qua các chị ấy nhanh hơn một tí cho chữ G vào thôi. Ngày sinh nhật con trai, chị tặng kính cho em đi. Ok chị ơi. Chị Nhung Nhung ơi, chị sẽ inbox vào cho em chứ. Inbox và chụp màn hình, em sẽ tặng cho bé trai nhà chị, tặng kính cho bé trai nhà chị nhá. Nhớ chụp màn hình, chia sẻ vào inbox đi ạ. Vào inbox để lấy kính nhá. Em đọc tiếp nhá, 70 người em đọc tiếp này, mọi người đừng ra nhá. Ai ra là thiệt. 2 phút, cho 2 phút để vào chụp màn hình vào inbox. Chụp màn hình gửi vào inbox này. Em sẽ đọc mã này, em sẽ đọc mã 70 người. Chị tìm túi Gucci màu đen ở inbox. Mai ngày kia sẽ về túi. Mai ngày kia sẽ về túi chị ạ. Túi của em rất là nhiều. Em đã thấy chị Nguyễn Cường Phạm Lý này inbox vào đây rồi này, Khánh Trần này, Lông Thị Mỹ Linh này, chụp inbox này. Hôm nay chị Vũ Thu Phương này. Rồi ok, một kính em bé gái này. Một kính bé gái này. Ok, một kính Vũ Thị Thu Phương này. Ok chị nhá, em sẽ gửi cho em bé nhá. Nhớ là phải inbox địa chỉ cho em nhá. Nhớ inbox địa chỉ. Em không nhắn tin để lấy địa chỉ nữa đâu, vì em đã bảo là mọi người nhớ phải inbox địa chỉ rồi. À chị Hoa Nguyễn ơi, hôm nay em lên tặng các chị này, tặng kính cho em bé này, tặng kính này đẹp lắm luôn đấy, tặng ví luôn này, tặng cả ví luôn nhá. Mọi người ơi inbox vào đi. Chị Quỳnh Mai đã inbox rồi, chị Nhung Nhung inbox rồi, tặng kính nữa này, tặng kính này, kính rất đẹp luôn nhá. Ok, tặng Hương Nguyễn này. Nhưng mà inbox vào đây chưa? Chụp màn hình inbox vào chưa? Để nhận kính này, bé trai bé gái này. Ôi dồi, quá nhiều luôn. Quá nhiều luôn đấy. Tặng chị Phương Phương cái gì bây giờ? Chị có lấy kính thì chị inbox vào. Mai Ca Lê cũng vào đây rồi này. Lông Thị Mỹ Linh này, Quỳnh Mai này, inbox rồi này. Đấy, mọi người nhớ phải làm theo inbox. Tặng kính trắng cho bé gái rồi, ok chị Anna, chụp màn hình vào chưa? Chụp màn hình lại chưa? Chụp màn hình. Tặng ví thì 70 người xem. Like chưa? Like chia sẻ. Like và chia sẻ nhá. Like và chia sẻ. Thôi, hết giờ mọi người, hết giờ inbox mọi người ơi, ra comment tặng ví nào. Comment tặng ví nhá. Comment tặng ví em đọc mã số. Comment tặng ví em đọc mã số này. Mọi người ơi, ví còn ví đen, ví đỏ này. Lát sẽ tặng kính em bé sau luôn này. Ai muốn lấy kính,
Ai muốn lấy kính cho em bé thì cứ chụp màn hình gửi vào inbox, ghi là bé trai bé gái. Chắc chết quá chứ. Đây em đang để ví ở đây để tặng đây. Nào mọi người ơi, mọi người đâu hết rồi? Mọi người vào đây đi. Mọi người vào đây đi. Vào đây. Comment tặng ví, comment tặng ví. Em đọc mã số. Ai cũng ai nhanh tay thì được. Em đọc mã số cơ mà. Em không phải là lẻ ai mà em đọc đâu. Đây là em gọi tên đâu, em sẽ đọc mã số. Vớ vẩn ai hôm nay nhanh tay, vớ vẩn lại được hai chiếc ví thì sao? Đó. Rất là nhiều, rất là nhiều. Rất là nhiều. Comment đi ạ. Em đang rát hết cả cổ rồi đây. Mạng chán á. Chị Hoa Nguyễn ơi, lát nữa em sẽ đọc mã số là phải nhanh tay. Nhanh tay comment đúng cái mã số em đọc đấy. Thì sẽ được nhá. Hà Công à. Mạng gì cũng vậy. Hôm nay là Trung Thu mà, mạng cũng chán lắm. Em thấy chị Hà Công rồi nhá. Em thấy chị Thị Thảo đã inbox cho em rồi đây. Em thấy rồi đây. Mong được tặng kính bé gái. Chị Nguyễn Thị Kim Phượng. Nguyễn Thị Kim Phượng à. Xem nào, Nguyễn Thị Kim Phượng đã chụp ảnh màn hình vào đây chưa? Chưa. Chưa. Nguyễn Thị Kim Phượng chụp ảnh màn hình đi, để lấy kính cho em bé đi. Ai mà chưa chụp ảnh màn hình thì chụp màn hình vào đi, ghi là bé trai hay bé gái. Mai Ca Lê em thấy chị rồi. Em thấy chị cả tặng cho bé trai 1 tuổi rồi. Ok cho chị Mai Ca Lê một chiếc nhá. Chụp màn hình lại cho em là được. Chụp màn hình gửi vào inbox hàng thùng xịn. Em thấy chị Phương Dung cũng gửi rồi này. Phương Dung cũng gửi rồi này. Ok ok ok. Đây em đang check của mọi người đây. Em đang check của mọi người đây. Hoa Nguyễn rồi này. Phương Dung này. Ok rồi này. Nhớ là lấy kính thì ghi là kính bé trai bé gái nhá. Kính cho bé trai cho chị Phương Phương. Inbox vào. Inbox địa chỉ vào trong trang này cho em. Inbox địa chỉ vào trong trang này cho em nhá chị ơi. Ai cũng được luôn đấy. Ai cũng được. Cứ chụp màn hình lại. Chụp màn hình lại cho em là được. Ok, ok Nguyễn Phương này. Hoa Nguyễn thấy rồi này. Thấy rồi. Kính Minh Thư ơi, chụp lại màn hình đi. Em chưa nhìn thấy inbox của chị đâu. Em chưa thấy inbox của chị đâu. Nên là phải chụp inbox nhá. Inbox thì mới được. Chị Khánh Trần ơi, chị chụp màn hình lại chưa? Gửi vào inbox cho em chưa? Để nhận kính cho em bé nhá. Em không cần đọc tên mà thấy mọi người trong này rồi là em sẽ gửi kính cho em bé nhá. Rồi, gửi kính cho em bé. Kính cho em bé. Trần Thị Hà Hương 3 tuổi rồi. Ok chị inbox vào đây chưa? Chị inbox vào đây chưa? Inbox chưa? Em thấy Hà Công này, Nguyễn Minh Trang này, Nguyễn Kim Phượng này, An Tâm Lê này, kính cho bé gái này. Chị Phương lấy kính cho bé trai này. Trần Hà Hương này. 3 tuổi bé gái rồi, ok luôn. Đây, 3 tuổi. An Nhiên bé gái rồi, ok. Nhung này, chị Anna này, tặng chị Anna bé gái màu trắng luôn này. Đấy, màu trắng luôn nhá. Đấy mọi người chụp màn hình đi, chụp inbox đi. Chụp màn hình vào inbox đi. Để lấy kính đi. Chuẩn bị ví này. Chuẩn bị xong chưa ạ mọi người ơi? Ai còn chưa inbox được thì inbox luôn đi ạ. Để em đọc mã ví này. Còn mấy chiếc? Còn 3 chiếc cơ. 3 ví nha. Chị Nguyễn Cương tặng kính bé gái. Xem nào. Ở đây. Chị đã ấy chưa? Chị đã inbox chưa? Chú à, em cho em kính với nhé.
Kính nam hay kính nữ chị Thúy Hà ơi? Xem ương mít lấy cho em bé gái 1 tuổi à? 1 tuổi à? Em không đếm số lượng kính, nhưng mà đến khi nào mà ai mà không có thì cũng đừng đòi em nhá. Bởi vì là số lượng kính gần như là chỉ có khoảng tầm hơn 100 chiếc thôi. 100 tầm 160 hay 170 cái gì đấy. 160 hay 170 cái gì đấy. Thì là khi mà ai mà đến lượt ai mà hết rồi ấy, thì cũng phải chịu nhá. Còn gần như là bây giờ thì chắc là chưa hết đâu. Bây giờ thì hãng còn nhiều lắm, nên là chưa hết được đâu. Gần 200 chiếc kính cơ mà. Mọi người ơi, nên ví nhá. Đỗ Phương. Đỗ Phương inbox chưa? Inbox địa chỉ chưa? Đâu ấy? Đi ra hàng bên kia, trước đây nó báo địa chỉ. Có địa chỉ ở đấy em ghi rồi còn gì? Không, nó chưa báo, nó lại nắng nào mà địa chỉ bên kia nó báo. Em ghi địa chỉ ghi ở đấy rồi. Ghi rồi nhưng mà nó báo lại, nó đang chờ vòng ra, nó bên báo bên này cấm các, chưa gọi lại. À, Uyên Uyên Trần à? Dạ. Bé trai 5 tuổi à? Rồi, ok. Ok. Em thấy có Hoài Hưng này. Vâng. Mọi người ơi, em chưa thấy mọi người inbox vào chụp màn hình chia sẻ gửi vào inbox của em đâu. Mới có Nguyễn Cương với cả Hoài Hưng thôi. Chưa thấy. Chuẩn bị em đọc mã ví này, mọi người đừng ra nhá. Mọi người ơi, em thấy chị Nguyễn Cương. Em thấy rồi nhá. An Nhiên bé 2 tuổi. An Nhiên đã chụp màn hình vào inbox chưa? À, có rồi, có An Nhiên đây rồi. Em bé Trung Thu sẽ có quà. Có kính bé trai 10 tuổi không? Bé trai 10 tuổi thì không có rồi. Chỉ 1 đến 5 tuổi thôi chị Huyền Long ạ. Thôi chị sẽ cố gắng ví nhá. Ai mà không được kính thì cố gắng lên ví này. Chuẩn bị này. Mọi người ơi, mưa quá. Mèo bông đâu rồi? Mèo bông đang xem vào comment cho em cái nào. Đang xem. Em có cả kính này em bé xinh không? À, kính em bống nhà em suốt ngày xin đây. Mẹ ơi cho con kính đi. Cho con 3 kính luôn nhá. Suốt ngày xin. Rồi em thấy chị rồi. Đi La Trần cũng thấy rồi này. Đi La Nguyễn cũng thấy rồi này. An Nhiên cũng thấy rồi này. Đấy. Mọi người ơi, em đọc này. Chào chị Quỳnh Mai. Em đọc nhá. Rồi Mèo Bông chia sẻ inbox vào cho mình đi. Mèo Bông ơi nhanh lên. Inbox vào cho mình đi. Inbox đi. Chia sẻ chụp màn hình inbox vào. Để ra nhận ví nào. Mọi người cứ chốt ví ầm ấy rồi. Chốt kính ầm ấy rồi. Mà bây giờ mới thấy vào. Tặng ví nhá. Rồi tặng ví này. 3 ví nữa. Còn số lượng 3 ví nữa em sẽ đọc mã số. Em sẽ đọc mã số nhá. Em sẽ đọc mã số. Ai mới vào thì nhớ đọc cái ghim của em nhá. Ok chị Hạnh Dương, inbox vào cho em nhá. Inbox vào. Chị Dung Trần à, inbox vào hàng thùng xịn này nhá. Chia sẻ chụp màn hình gửi vào hàng thùng xịn. Chị Hoa Chu Thanh, Mèo Bông đã gửi rồi đây này. Chị Liên Nguyễn đã gửi rồi đây này. Đấy. Em có thấy Tina Nguyễn, em thấy rồi, em đọc rồi mà. Tina Nguyễn đọc từ lẫy rồi. Đọc từ lẫy rồi. 2.6 đang giảm 1.5 triệu. Ôi trời ơi. Đau hết cả cái thằng lưng. À, em cũng đang dùng ví này. Hôm nay ví của ai nhỉ? Ví của ai? Ai được nhận ví nhỉ? Ai được nhận ví em sẽ... Đây là... Em đi lễ về. Tiền lộc này. Cho vào ví đấy cho mọi người có lộc tí nha. Ai được nhận ví nhỉ? Chị Lan Phong và chị nào? Lao Mi Lê đúng không? Phạm
cái đấy cũng giảm đấy, còn 1,5 triệu. Ơ, thật con gì? À, chị lội thất đẹp nữa đúng không? Đây, à, lội thất đẹp này. Ví cho tiền chị một tờ. Nát nữa, ai mà được em cũng cho một tờ. Đấy. Em sáng nay rằm mới đi lễ về. Nên là em sẽ tặng cho con số đẹp. Đây. Lao Mile nữa này. Em sẽ tặng nhá. Đúng rồi, chị Dương Trần. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Số nào đẹp em sẽ gửi tặng nha. Em sẽ gửi tặng. Ôi dồi ôi. Cái gì nhỉ? Còn của ai nữa nhỉ? Chị Lan Phong à? Chị Lan Phong ơi, chị Lan Phong. Thôi, định tặng chị 20.000 thật, nhưng mà không phải vì tiền mà vì các chị lại thắc mắc. Chị 10.000, chị 20.000, chết em. Khổ, chỉ là tiền nộp nhá. Đừng tiêu đi nhá. Đừng tiêu đi. Lộc, đừng tiêu đi. Này, chị Lan Phong này. Ờ, đọc mã nha. Rồi, ok, đọc mã luôn. Tờ này sẽ để cho ai? Đây, 3 tờ nữa. Rồi, ok luôn. 3 tờ nữa dành cho lấy để may mắn. Lấy để may mắn. Lấy để may mắn, đừng tiêu đi nha. Ok, em nhận được rồi chị Trần Linh ạ. Em cũng gửi đồ cho chị rồi nhá. Đây, đây, đây. Em đọc mã ví này. Mọi người ơi, nhanh tay nhá. Nhanh tay này. Ai mà chưa inbox chụp màn hình thì phải chụp luôn nhá. Đây. Em đọc mã này, thật nhanh tay để nhờ để comment cái mã số này để nhận một ví nhá. Em đọc mã ví đen trước này. Mã ví đen. Ờ, ví đen luôn. Ví đen đây nhá. Rất là yêu tiền. Ví đen này. Ví đen này có mã số là có mã số này. Mã số này. Mọi người ơi, nó có 4 số nha. Nó có 4 số, em đọc này. 0351 0351 0351 0351. Ví này trị giá là 600k 600k. 0351. Đã có một người trúng rồi. 0351 0351. À chị Anna nhá. Chị Anna 0351. Chị Anna là người đầu tiên. Đó. Hôm nay chị Anna hơi bị may mắn luôn đấy. Em đã cho Lộc vào đây nhá. 0351 cho chị Anna này. Còn hai cái nữa. Đến lượt ai đây? Hôm nay là ngày rằm. Thực sự là cái ví này sẽ em mong là sẽ may mắn đến cho các chị, để các chị làm được thật nhiều tiền, ủng hộ đồ cho shop của em Mai. Đấy, mong là như thế. Em rất là mong là như thế nhá. Em chúc tất cả khách hàng của em thuận buồm xuôi gió. Đấy, tiền vào như nước. Đấy. Đây, Lộc đây nhá. Cho chị Anna. Rồi, ok chị Anna. Em đã gửi cho chị rồi. Chào chị Ken nhá. Nhớ chụp màn hình gửi vào inbox cho em. Mọi người chưa thấy chụp màn hình đâu. Chắc em chết đi. Ngày hôm nay sao mà. Xin đọc hả? Ừ. Xin đọc thì phải nhanh tay nhá. Không phải đâu chị ơi, máy chủ bên em là em sẽ đọc tên. Em thấy chị Lông Thị Mỹ Linh rồi. Đây, lên tiếp ví này. Lên tiếp ví này, lộc của ai đây? Lộc của ai này, em sẽ đọc đúng cái con số ở tờ tiền này nhá.
Đây, em đã cho vào đây rồi. Em sẽ đọc. Tặng quà hay gì đấy. Chị ơi, em đang tặng quà mà chị ơi. Em đang tặng quà. Tặng kính cho em bé. Tặng kính cho em bé này. Tặng ví cho mẹ. Mẹ mà không dùng được kính. Con cũng lớn rồi ấy, thì là nhanh tay vào lấy một cái ví nha. Đây, lên đi ạ. Mọi người ơi, lên đi nhá. Em chuẩn bị đọc mã này nhá. Khóa nó tạm thời. Em cũng không thấy comment Anna. Em thấy comment của Anna. Em thấy nó là sang của bên em. Sang của bên em đầu tiên. Thực sự là em đã nói là tặng thì chắc chắn là ai là người đầu tiên comment thì em sẽ đọc thôi, chứ em không có lẻ ai cả nhá. Đây, cứ lúc được mọi người ơi, nhớ chia sẻ, chụp màn hình gửi vào inbox. Những cái người mà inbox cho em thì em mới gọi tên nha. Còn không, inbox là không gọi tên đâu. Em thấy chị Hà Công này, Nguyễn Kim Phượng này, Mèo Bông này, Đỗ Phương này, Nguyễn Hương này đã inbox cho em. Kền. Do mạng. Đấy, do mạng thôi. Mọi người ơi, 670 người nào, 670 người, mọi người ơi vào đây. Em thấy chị Hương Nguyễn này, em thấy. Đây. Em chuẩn bị đọc nè, em chuẩn bị đọc mã này. Chuẩn bị đọc mã. Mã số ở tờ tiền. Khổ quá. Lát nữa khi kết thúc livestream em sẽ chụp màn hình. Lại chứng đỏ tiết nè. Đây, em sẽ đọc mã nhá. Mã ở trong cái tờ tiền ở bên trong ví này luôn. Đã nhận được ví lại còn nhận được tiền lộc của em Mai tặng. Nó chỉ ít thôi, nhưng nó mong rằng nó mang lộc đến cho mọi người. Lại một con số nữa. Mọi người ơi, lên đi ạ. Lên 670 người chưa? 70 người chưa? Mọi người vào đây đi. Vào đây đi. Em đọc mã này. Đọc mã không mất gì. Like và chia sẻ. Inbox địa chỉ. Nào. 1 phút. Đọc mã này. Trời ơi. Em chào chị Diệu Giang. Chào chị Đặng Thự Như Quỳnh. Ok, chào chị. Hôm nay nó gần như là hết hàng. Khoảng thứ 6 nhá. Hàng em đang trên đường về. Có giày mới là túi. Hôm nay em hết hàng thì mới có thời gian lên đây như thế này chứ. Không bán hàng vỡ mặt. Ai lấy kính thì cứ inbox chụp màn hình cho em nhá. Phải ghi địa chỉ luôn hả em? Chị ơi, địa chỉ thì cũng chẳng cần ghi, nhưng mà chị chụp màn hình xong gửi vào inbox cho em. Xong bắt đầu mình ghi địa chỉ vào trong hộp thư của em. Đấy, trong inbox trong hàng thùng xịn nhá. Nào, em đọc tên là đọc mã này. Mọi người ơi, đọc mã luôn này. Đọc mã nhá, em đọc mã này. Đọc mã này, mọi người. Em đọc mã này. Chụp hình gửi vào inbox cho em. Chụp hình gửi vào inbox cho em. Đây, cái mã của nó đây. Vân ơi, mã của nó đây. Mọi người ơi, dừng lại comment. Để ý điện thoại, dừng lại comment đi nhá. Để ý điện thoại nhá. Em đọc mã này. Em đọc mã nhá. Đâu rồi? 70 người đâu rồi?
má này. Đừng comment nữa, đừng chấm nữa. Từ từ lại chấm. Để mình đọc mã này. Mã số ví này. 60 người đâu? Sao cứ tụt view thế? Tụt view làm sao đọc được? Em đọc mã số này mọi người đừng ra. Em đọc mã số mọi người đừng ra. Gọi được chưa? Rồi. Cái đấy là của ai? Không, cái đấy để lại đi. Cái đấy là chị sẽ em lấy sau. Rớt mạng luôn rồi. Ô, mạng hôm nay Trung Thu. Người ta đang livestream cứ gọi đến. Bực mình nhỉ. Em đọc mã này mọi người ơi, từ từ nhá. Này. Mã số ví đâu? Em đang đọc mã cứ có người gọi đến. Phải từ từ. Quá cái bà này. Cứ gọi điện đến làm cho tụt cá view các chị nhỉ. Em đọc mã nhá. Đang đọc mã thì cứ có người gọi đến. Mã ví đỏ là 0380. 0380. 0380. 0380 nha. 0380. Đó. Lại có người trúng rồi đấy. 0380 này của chị Ken Ken. 0380 của chị Ken Ken. 0380 này có cả 10.000 tiền lộc của em nhá. Sáng nay vừa mới đi lễ về nên là có tiền lộc. Không, của chị Ken Ken. Xong nhá, chị Kền Kền xong mới đến này. Em đọc lại nhá. Chị Kền Kền xong mới đến chị Anna, mới đến Huyền Lông, mới đến Mèo Bông, Lương Thị Cẩm Nhung và Hương Đỗ. Xong mới đến chị Lông Thị Mỹ Linh. Ôi giời. Chị Kền Kền này. Thôi đi làm Tết. Hương Đỗ ơi, đã xong đâu mà đi làm Tết. Mấy người rồi? 5 người rồi. Hết rồi. Bây giờ sang chị Kền Kền. 5 người rồi, hết. Còn thiếu ai chưa có tiền chưa? Đủ hết rồi à? Sao chị không có tên vậy? Sao chị đọc ở comment này em... 5 người được tặng ví nhá. Còn số còn lại là lấy kính nhá. Đâu phải em ai gọi tên mà em cũng tặng ví đâu. Mọi người không nghe em nói xả xã từ nãy đến giờ hết cả hơi rồi. Kính này. Em không phải đọc ai thứ mấy, em chỉ đọc người đầu tiên trúng thôi. Đấy. Chị sau Kền Kền thì đâu có được đâu. Người nào đấy mọi người thấy không? Thực sự là em nói xà xã như thế mà có những người không hiểu luôn ấy. Đấy. Đây. Tặng kính nhá. Em tiếp tục tặng kính cho em bé nha. Thôi đọc tặng kính. Đây, tặng kính nhá. Ai thích lấy cái kính màu gì là em đọc mã nhá. Cho vui đi, ngày nghỉ. Đây, ngày nghỉ mà. Em chào chị Bích Thuận, chào chị Nguyễn Hương. Chào luôn cả mẹ em đang xem. Mẹ ơi, em bé có khỏe không? Đấy, em bé. Chị được không chơi nữa cho em bé. Eo ơi, ghét thế. Được kính rồi, được ví rồi, lượn luôn. Không thèm chơi mấy em nữa. Xin chào chị Đoàn Minh Nguyệt nha. Em chào chị. Sao chị comment lại không được hả em? Chị Trần Đinh ơi, chị tìm hiểu một chút về cái mục mà chơi game đi đã. Rồi hãng trách em. Thực sự là em chỉ làm hết sức của mình thôi. Đúng rồi, do mình chậm đúng không?
phải không? Lương Cẩm Nhung, Lương Cẩm Nhung còn chốt từ nãy đến giờ còn không được ấy. Đấy. Chỉ gọi là vui, chỉ gọi là vui. Em Mai vẫn tặng kính mà. Chị bảo được, chị bảo được chơi lấy kính nữa không ấy. Được chị ơi. À, kính của em bé này. Đây nhá. Em đọc mã số luôn này. Em đọc mã số kính đen này luôn nhá. Vì là ai đã comment địa chỉ rồi thì em cứ thế gửi thôi. Tặng kính cho em bé nhá. Kính này mã số 1 nhá. Mã số 1 luôn. Mã số 1 kính luôn. Mã số 1 kính luôn này. Có trai. Có trai. Trai sau này. 10 tuổi thì không có. 10 tuổi thì không có. Số 1 luôn này. Số 1 luôn này. Số 1 cho Kền Kền này. Tin Năng Nguyễn này. Số lượng có hạn đây nhá. Em đỡ đến hết ai là hết nhá. Không phải là lúc nào cũng có nguyên một bản này để cho các chị. Kền Kền này, đến ai đây? 13 tuổi em không có đâu, 1 đến 5 tuổi thôi các chị ơi. Số 1 cho chị Kền Kền một chiếc này, Tin Lang Nguyễn một chiếc này, Nguyễn Linh Nga một chiếc này, Dung Trần một chiếc này, Huyền Nguyễn này. Đấy. Hết. Lại lên thêm số nữa nhá. Đoàn Minh Nguyệt Kền Kền, cảm ơn em Mai nhiều. Kính 5 tuổi kính Lam à. Hết số 1 rồi. Hết số 1, số 1 chỉ được 5 người thôi. 5 người thôi. Em nói đúng đấy, số 1 chỉ được 5 người thôi. Hết sạch. Số 1. Em ơi, em bọc hết vào một cái túi ghi là số 1 vào đấy cho chị. Nhìn comment biết. Lên số 2 cũng như thế luôn nhưng mà nó khác màu. Lên số 2 nha. Số 2 cũng được 4 chiếc thôi nha. Số 2 nha. Số 2 nha. Ok, đợi em nha. Kính số 2 này quá xinh luôn. Các bé đi biển thì miễn chê luôn nha. Số 2 nha. Kính số 2 áp dụng chia sẻ và áp dụng chia sẻ và chụp màn hình. Chụp màn hình nhá các chị nhá. Em đọc tên như thế nhưng các chị phải chia sẻ và chụp màn hình vào inbox. Mọi người, tóm lại là mọi người đọc cái ghim bài của em nhá. Đọc cái ghim bài của em nhá. Khi mà không có inbox vào đây thì chắc chắn là mọi người sẽ không nhận được đâu. Thì đừng trách em Mai nhá. Bởi vì là mình chơi là phải có lý của nó. Inbox vào cho em. Inbox vào cho em. Em xem số 2 xem ai đây. Số 2 này. Số 2 cho Thị Thảo một chiếc này, Đoàn Minh Nguyệt một chiếc này, Vũ Thu Phương một chiếc này, Trần Hà Hương một chiếc này. Nhưng mà mỗi người chỉ được một chiếc thôi. Mỗi người chỉ được một chiếc thôi. Số 2 đây này em Vân ơi. Số 2 đây này. Làm đơn thì ốm luôn ấy. Ngại lắm luôn ấy. Em chỉ được số 2 4 cái. Em cứ ghi số 2 vào đấy. Chị tự chị sẽ tìm. Đây nhá, lên kính kính lam nhá. Kính lam này. Kính lam nhá. Kính lam này mọi người ơi, kính lam. Mọi người ơi, chia sẻ phải like cái trang này nhá. Nhớ phải like trang nhá. Nhớ phải like trang này nhá. Và chia sẻ chụp màn hình inbox nhá. Chia sẻ chụp màn hình inbox đấy. Số 3 này. Số 3 là kính lam nhá. Số 3 này. Số 3 này. Số 3 này. Số 3 nhá. Chụp màn hình inbox nhá. Chụp luôn màn hình inbox này. Chụp màn hình chia sẻ chụp màn hình inbox số 3 nha. Số 3 nha. Số 3 em xem nào.
Mọi người cứ comment nhá, rồi chụp màn hình inbox nhá, em xem số 3 có bao nhiêu người được. Số 3 nhá. Số 3 này, màu vàng. Có nhiều kính nữ lắm. Số 3 này, số 3 này. Số 3 màu vàng này. Số 3 hình như là 28. Đúng không? Số 3 chỉ được có 2 cái thôi. Số 3 chỉ được 2 cái, 3 cái nha. 3 cái số 3 này. 3 cái số 3 luôn nha. Hai em bé, một trai một gái. À, nhưng mà chỉ được một chiếc thôi chị ơi. À, thực sự là mình không lên xin tới 2 chiếc. À, để mùa thu, để mùa trung thu sang năm vậy. Bởi vì là em chỉ số lượng, à, mỗi người mỗi bé một chiếc thôi. Mỗi bé một chiếc thôi. À, mọi người bây giờ không dùng đến, hoặc là lúc nào thì có thể đi biển cho em bé dùng cái kính này cũng được mà. Em xem số 3 nha, số 3 này, số 3 này. Số 3 cho Hoa Nguyễn này, Trần An này, Nguyễn Huyền này. Số 3 nhá. Số 3 nhá. Em mà đọc trùng tên ai chỉ được một người thôi nhá. À, chỉ được một lần thôi nhá. Số 3 này. Ba cái comment đầu tiên thôi nha. Lên số 4 nhá. Số 4 là màu cam. 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 Kính nam số 4 nha. Số 4. Số 4. Số 4 là màu cam. Số 4. Số 4 này. Còn kính nhiều kính nữ lắm nha. Còn đầy kính nữ, chưa thấy, chưa lên kính nữ đâu. Số 4 này, số 4 này. Số 4 này, số 4 cho Thành Đỗ này. Thành Đỗ này, Thành Đỗ đã inbox địa chỉ chưa? Inbox và chụp màn hình chưa? Chụp màn hình mà chia sẻ đấy. Mình chia sẻ chụp màn hình. Chia sẻ chụp màn hình. Chia sẻ chụp màn hình nha. Nhớ là chia sẻ chụp màn hình. Chụp màn hình vào hàng thùng xịn. Hàng thùng xịn nha. Như Quỳnh Đỗ số 4 luôn này. Số 4. Số 4. Kính trị giá 280.000 nhá. Kính gọng dẻo nhá. Yên tâm, em chỉ bán hàng đẹp thôi nhá. Nên là em cũng tặng cho bé nào mà các mẹ làm đúng yêu cầu của em ghim bài như thế này nhá, là sẽ được em bé nhà mình sẽ được một kính. Em bảo rồi, em tặng từ 1 đến 1 giờ đến 2 giờ mà bây giờ đến 3 giờ rồi đây này. 3 giờ rồi. 3 giờ rồi. Đây cho Như Quỳnh chưa? Như Quỳnh này. Như Quỳnh Đỗ có 2 chiếc đây. Cái này số 4 có 2 chiếc, Thành Đỗ 1 chiếc. Bây giờ là gần như là hết giờ khoảng 1 tiếng rồi đấy. Em còn có việc của em kia kìa. Lên một mẫu kính nữ nữa nha. Kính nữ nữa nha, kính nữ màu trắng luôn nha, đẹp không? Lên nha, kính bé gái đấy. Xem nó có mấy chiếc. Xem nó có mấy chiếc cơ. Toàn mẫu đẹp thôi. Em bấm nhà em suốt ngày xin. Bấm suốt ngày xin.
cái á, từ 1 đến 5 tuổi đây, từ 1 đến 5 tuổi. 1 tuổi thì đeo được. À, đến 5 tuổi thôi, còn đâu quá 5 tuổi thì không đeo được. Mọi người ơi. Mã số 5. Mã số 5 nha. Bé gái. Mã số 5 tặng kính trung thu nha. Nhớ phải chia sẻ chụp màn hình. Chụp màn hình và gửi vào inbox hàng thùng xịn. Số 5. Kính số 5. Gần như là mọi người chẳng inbox vào mấy đâu. Nên là một số người sẽ không được đâu. Phải inbox vào cho em mới được. Vì là em đã nói xả xã từ nãy đến giờ rồi. Số 5 này cho ai đây? Cho chị Bích Thuận này. Cho chị Trần An ơi, hình như chị có đơn rồi đấy. Nên là chị không được số 5 đâu. Chị Anna này, chị Tila Trần này. Hết. Có 3 chiếc thôi, không có nhiều. 3 chiếc này. Này. Kính trẻ em. Kính trẻ em nhá, chị Nhật Ngữ Tokyo. Kính trẻ em nha. Lên một mẫu này siêu đẹp luôn này, siêu phẩm luôn nha. Siêu phẩm luôn này. Nhưng mà mẫu này sao lại có ít thế nhỉ? Mẫu này có một chiếc. Mẫu này đẹp quá, lại có một chiếc thôi này. Xinh quá. Cái này mà ăn mặc khỏe lên là đeo quả này hơi bị tuyệt vời luôn. Mã số 6. Hương của con dai đấy đâu mà. Hương của con dai. Mã số 6. Khổ lắm em nói kính của trẻ em. Mã số 6. Đây là con gái, không phải con trai. Con trai đây này, con trai đây này. Con trai là mã số 7. Con trai là mã số 7. Con trai là mã số 7 nha. Mã số 7. Mã số 7 là con trai. Con trai đẹp. Con trai ai đeo kính nữ này mà đẹp. Con trai không ai đeo kính này. Đấy. Con trai không ai đeo đâu. Ai có đơn thì không ghi nhá. Chỉ mỗi người một kính thôi. Số 6 này. Số 6. Em chưa thấy có ai số 6 mà chụp vào inbox này cả. Nên là chẳng có ai để đọc cả. Chia sẻ chụp màn hình gửi vào inbox. Đấy. Xong rồi ra là comment mã số hộ em thì là mới được. Còn đây một dòng comment mà không thấy inbox, địa chỉ và chụp màn hình chia sẻ thì không được đâu. Em không có tặng như thế đâu. Rất đơn giản. Một dòng inbox nó đâu. Kiểu thích kiểu thế, thương không thích ôm mặt. Thế à? Nhưng mà đây là của nữ. Xin một cái thôi chị ơi. Xin một cái thôi nhá. Số 6 này. Cho Hương Đỗ này. Cho Hương Đỗ số 6 nhá. Cho Hương Đỗ số 6 này. Hương Đỗ này. Mới thấy Đỗ Phương ở trong inbox này. Mọi người ơi. Mọi người chia sẻ chụp màn hình gửi vào inbox cho em. Làm đủ các bước thì em sẽ tặng kính. Đủ các bước luôn. Không, cái đấy là không phải gọng dẻo, cái đấy là gọng sắt. Gọng sắt. Nhưng mà nếu gọng dẻo thì nó ôm mặt.
À, nếu mà gọng dẻo thì lấy cho bạn nhà nhà Hương cái này này. Gọng dẻo này. Ok, Đỗ Phương thì đã nhận rồi. Chị Meo Meo. Chị Meo Meo này. Đã thấy chị Meo Meo rồi này. Chị Meo Meo lấy kính gì nhỉ? Lấy kính của em bé trai, bé gái. Chị Liên Trần à. Chị Liên Trần đã inbox chưa? Inbox vào cho em. Chụp màn hình inbox vào cho em nhá. Là sẽ được chị ơi. Dễ lắm. Chụp màn hình. Chụp màn hình nhá. Like và chia sẻ mọi người like. Loại kính này hay quá. Bé gái 1 tuổi chị Meo Meo à? Bé gái 1 tuổi nhá. Rồi ok, bé gái 1 tuổi. Em tặng cho con vịt này luôn nhá. Chị Meo Meo ơi, em bóng nhà em rất thích cái này luôn ấy. Em bóng rất thích. Like và chia sẻ nhá mọi người ơi. Like trang và chia sẻ nhá. Rồi chụp màn hình. Like trang. Ôi trời ơi. Ít người chia sẻ quá. Tặng con vịt à? Tặng con vịt à? Ờ, thế cho bạn lấy ra đi. Lấy kính gọng dẻo này nhá. Hương ơi. Kính con vịt à? Xem nào có bao nhiêu kính con vịt ở đây. Chị Meo Meo lấy cái này không? Kính này mới chơi này. Meo Meo này. Kính con vịt nhá, xem có bao nhiêu kính con vịt này. Kính con vịt này. Cái bạn Ngọc Bích nhà em ấy, bạn bóng nhà em chưa đi học về, bạn ấy đeo kính này, bạn ấy chơi suốt ngày. Bạn thích lắm. Kính con vịt xem nào. Kính không con vịt đi xem nào. Yêu thế. Chị Phạm Hòa. Kính không có con vịt này. Đấy, đẹp không? Con vịt á, con vịt hết rồi. Con vịt có hai cái. Sao con vịt ít thế nhỉ? Con vịt ít quá. Đây. Con vịt chỉ có màu hồng. Có màu hồng và màu cam. Sẽ cho ai nhé? Em đọc mã số này. Em đọc mã số nhá. Mọi người, các mẹ comment nhá. Ai mà có đơn rồi thì là không được đâu. Chỉ mỗi người một chiếc thôi. Em sẽ lọc ra mỗi người một chiếc thôi nhá. Mỗi người một chiếc thôi. Em sẽ tặng này. chưa cháu còn. Ờ, bạn Hương Đỗ vừa rồi chưa có đúng không? Hết chưa? Con á? Con á? Còn con vịt không? Em đang tìm xem còn con vịt không. Con vịt này buồn cười quá. Hết rồi đúng không? Hết vịt rồi. Hết vịt rồi. 280.000 một chiếc chị ơi. 280.000. Nhưng hôm nay em không bán. Chỉ để tặng cho các cháu thôi. À, các mẹ nhớ chia sẻ chụp màn hình gửi vào inbox cho em. Vịt hồng, vịt hồng. Vịt hồng xem nào. Cho Hương Đỗ một con vịt màu cam, cho chị Meo Meo một con vịt màu hồng. Nè. S. Còn không có con vịt mới là đẹp nữa này. Không có con vịt này. Đấy. Không có con vịt. Con vịt màu hồng cho chị Meo Meo rồi. Nhiều kính lắm. Cái này cho bóng.
có bóng. Cũng đi học về. Mai em bán chị ạ, mai kia em bán nhá. Trang này em chuyên để bán quần áo, còn đâu hàng thùng cao cấp thì là chuyên để bán túi. Không còn con vịt đâu, không có con vịt. Mèo bông cho mèo bông, cái này thì em bé hết rồi, hết rồi. Cái này cho bóng. Hết rồi nha. Kính này còn để cho các mẹ comment trước. Đây là hết rồi. Hết kính rồi mọi người nhá. Cái này em còn phải để cho các mẹ comment trước rồi. Nên là em sẽ kết thúc like ở đây. Em còn live stream nhiều. Nên là mọi người nhớ lần sau phải chia sẻ. Thấy em live stream phát là mọi người chia sẻ xong chụp màn hình gửi lại cho em luôn nhá. Để mình nhận. Mèo bông á. Mèo bông có một con vịt. À có một không có con vịt. Có màu cam không có con vịt. Cho mèo bông có con màu cam mà không có con vịt. Nhớ inbox vào cho em. Nhớ inbox vào cho em nhá. Chị Tila Trần ơi, nhớ inbox vào, em mới đọc inbox ở đây, em không đọc, không nhớ được. Mỏi quá. Em có len ngắn ngày em sẽ là giặt là xong rồi em sẽ bán. Hứa cho cháu một kính. Chị đã làm đủ các bước chưa? Inbox vào cho em chưa? Chia sẻ chụp màn hình inbox lại cho em chưa? Có những chị không inbox, à có nghĩa là có các chị nào inbox mà không chia sẻ chắc chắn là em sẽ không gửi tặng đâu. Phải inbox cho em. Riêng ngày hôm nay em sẽ gửi quà và không mất phí ship. Để gửi tặng cho các cháu trọn vẹn một mùa trung thu. Nên là em sẽ không có, các mẹ không phải mất chi phí gì cả nhá. Không mất chi phí gì cả. Inbox cho em thì được. Phải inbox cho em. Từ lấy em đọc tên là phải inbox cho em rồi chứ. Đều được, mọi người đều được. Nhưng mà mọi người không chịu làm thôi. Mọi người không chịu làm thôi. Mọi người không chịu làm là không được. Nếu mà mọi người làm theo đúng cái. Chị chia sẻ lâu rồi. Hình như là Tila Trần được rồi mà. Được rồi mà. Tila Trần được rồi mà. Chắc có tên rồi kìa. Có tên bạn nhân viên, bạn ấy đang chốt cho bạn rồi. Có tên rồi là được. Cứ có tên là được mà. Có tên là được. Hello. Ôi giời ơi, em đang phát kính thì chị cứ gọi điện phát là em lại bị tụt view. Đỗ Phương à. Có inbox rồi gì, có inbox là được. Có inbox. Mình có gọi tên là được. Đỗ Phương em có gọi tên là được nhá. Còn nếu mà không gọi tên là không được. Xong chưa? Chốt xong chưa? Em kéo xuống. Có số đó. Em chào cả nhà nhá. Hôm nay chúc mọi người, chúc các em bé có một mùa trung thu thật là vui vẻ nhá. Chẳng biết được gì cứ gửi. Nó có chị bây giờ bảo chẳng biết được gì không cứ gửi. Cứ gửi thôi. Biết đâu lại được. Em chào mọi người nhá. Hẹn mọi người hôm nào em like áo len thì nhớ ủng hộ em nhá. Quần bò, khăn hiệu sắp về.
túi sách giày dép em có cả, ví gấp các thứ em có hết nhá. Nên là mong mọi người ủng hộ em nhá. Bây giờ thì chào mọi người ạ.